Thưa quý khán giả, ngày hôm nay nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng tại các tỉnh thành Bắc Bộ cũng như là Trung Bộ, với nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng là từ 35 đến 37 độ. Một số nơi còn xuất hiện nắng nóng gay gắt với mức nhiệt là trên 37 độ. Trong những ngày nắng nóng, nhiều người vẫn phải làm việc ở ngoài trời. Vì vậy, mọi người cần phải có các biện pháp bảo vệ cơ thể như là mặc quần áo bảo hộ lao động, uống đủ nước để phòng mất nước. Người lao động làm việc sau một khoảng thời gian thì vào chỗ mát tạm nghỉ 10 đến 15 phút để cơ thể hạ nhiệt và bổ sung nước đảm bảo sức khỏe. Trong khi đó, thời tiết tại các tỉnh thành Nam Bộ vẫn khá là ổn định, chủ yếu là mưa dông vào lúc chiều tối, còn ban ngày thì trời có nắng. Tuy nhiên là cường độ nắng thì cũng không gay gắt, khi nhiệt độ cao nhất chỉ dao động là từ 31 đến 33 độ. Có điều cần lưu ý với người dân sinh sống tại khu vực này là tuy mưa với cường độ không lớn nhưng vẫn cần đề phòng có tố lốc cũng như là gió giật mạnh trong cơn dông. Ở trên biển thì quần đảo Hoàng Sa không mưa, còn quần đảo Trường Sa thì có mưa dông rải rác. Tại Hoàng Sa có gió Nam đến Tây Nam mạnh cấp 4 và tại Trường Sa có gió Tây Nam hoạt động với cường độ là cấp 4, cấp 5. Và phần cuối sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các tỉnh và thành phố trên cả nước trong ngày hôm nay.